Chào anh em chơi audio ha. Hôm nay Lê Khôi Audio giới thiệu tới anh em một con âm ly đen thương hiệu Pilot Model 602S. Con này được anh em chơi audio tại Việt Nam cũng như trên thế giới được đánh giá rất cao về chất âm và kể cả hình thức nha, hình thức receiver. Nó rất là cổ điển nha. Về thiết kế thì con này sử dụng bóng công suất L84. Đây là bóng cơ bản, bóng chung cho tất cả các dòng âm ly cổ Mỹ nha. Thì hôm nay thôi test một đoạn demo ha, để biết âm ly mình hoạt động tốt nha. Và ghép với cặp loa Oran B80 Bát Thái Đông nha. Về hình thức, về hình ảnh thì tôi đã chụp chi tiết trên tường Facebook Khôi Âm Thanh Bãi hoặc Khôi Âm Thanh Sài Gòn viết tắt SG nha. Xin mời anh em vào xem qua ha. Còn bây giờ mời anh em nghe một đoạn demo ha. Ngày sao ngày khác